Onana hứa hẹn phong cách chơi bóng mạo hiểm. De Bruyne với kiểu tóc mới. Andre Onana, thủ môn của Manchester United, đã gửi thông điệp đến người hâm mộ về phong cách chơi bóng của mình trong mùa giải tới. Anh nhấn mạnh rằng các đối thủ cần chuẩn bị tinh thần cho những tình huống mạo hiểm từ anh ở trên sân. Onana cho biết những đội bóng hàng đầu thế giới đều chấp nhận rủi ro, xây dựng lối chơi từ phía sau và nhận diện các tình huống khi đối thủ áp sát là điều quan trọng. Anh cũng khẳng định, hãy chuẩn bị vì mùa giải này sẽ rất khác biệt. Tôi sẽ chấp nhận nhiều rủi ro và tận hưởng nó khi mùa giải bắt đầu. Đó là tôi nghĩ rằng các bạn sẽ thấy nhiều pha bóng mạo hiểm mùa này vì tôi sẽ chấp nhận nhiều rủi ro. Tôi có thể nói trước với các bạn như vậy. Kevin De Bruyne khiến người hâm mộ bất ngờ khi khoe kiểu tóc mới trong ngày trở lại Manchester City. Tiền vệ 33 tuổi bắt đầu tập luyện cùng câu lạc bộ sau khi nghỉ hè kéo dài vì tham gia Euro cùng đội tuyển Bỉ. Trong thời gian nghỉ ngơi, De Bruyne đã vui chơi cùng Virgil van Dijk và tận hưởng kỳ nghỉ với vợ Michelle Lacroix tại Ibiza. Anh cũng ghé tiệm cắt tóc và chọn cho mình một kiểu tóc mới táo bạo. Ngôi sao từng 6 lần vô địch Premier League giờ đây để tóc trải ngược và buộc thành búi nhỏ. Người hâm mộ tin rằng Erling Haaland đã truyền cảm hứng cho kiểu tóc này. William Pacho, trung vệ tài năng của Antwerp, đang trên đường tới Paris để gia nhập Paris Saint-Germain. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Pacho sẽ bay tới Paris vào tối nay và dự kiến có mặt tại Pháp trong ngày hôm nay. Mbappé sẽ phải thích nghi, Chelsea thua Real, Manchester City tìm người thay Alvarez. Ancelotti đã lên tiếng cảnh báo Kylian Mbappé rằng ngôi sao người Pháp sẽ phải thích nghi với đội bóng mới một cách hiệu quả, giống như những cầu thủ khác đã từng làm. Cùng ngày, Chelsea tiếp tục nhận về một kết quả đáng thất vọng khi để thua Real Madrid với tỷ số 1-2. Trong trận đấu này, tiền vệ Enzo Fernandez, người vẫn đang bị FIFA điều tra vì hành vi phân biệt chủng tộc, đã được trao băng đội trưởng của The Blue trong hiệp 2 sau khi hậu vệ Reece James rời sân. Chia sẻ trên trang chủ câu lạc bộ, huấn luyện viên Enzo Maresca khẳng định, cầu thủ 23 tuổi nhận được sự tôn trọng từ các đồng đội. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng. Thành thật mà nói, tôi nghĩ khi chúng tôi thay Reece James, việc cậu ấy trao lại băng đội trưởng cho Enzo Fernandez cho thấy cậu ấy được tôn trọng như thế nào. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng. Về phía Manchester City, ký giả Fabrizio Romano cho hay đội bóng này hiện đang xem xét các lựa chọn để thay thế Julian Alvarez. Chắc chắn rồi, có thể là một tiền đạo. Nhưng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu họ cân nhắc cả các cầu thủ chạy cánh. Và thậm chí Manchester City có thể chơi với một số sơ đồ ảo khi Erling Haaland không có mặt. Các cuộc đàm phán đang diễn ra trong nội bộ để quyết định động thái tiếp theo. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ xem kết quả của những cuộc thảo luận đó. Sau hai mùa giải chuyển sang khoác áo Manchester United, tiền vệ Anthony dường như vẫn chưa thể thích nghi với lối chơi đầy thể lực của ngoại hạng Anh, dù anh được huấn luyện viên Erik ten Hag tin tưởng sử dụng. Nathan Tay, cầu thủ từng bị Arsenal loại khỏi học viện ở tuổi 17, sẽ trở lại Emirates với tư cách là nhà vô địch bất bại của Bayer Leverkusen. Anh chia sẻ, quay lại Emirates với tư cách nhà vô địch là một cảm giác tuyệt vời. Hiện tại tôi tự hào về thành công của mình và nhận được sự ủng hộ từ gia đình, bạn bè và đồng đội tại Leverkusen. Trong khi đó, West Ham United đang tính toán đến việc chia tay thủ quân Kuma. Cầu thủ người Anh đã vật lộn với chấn thương đầu gối trong một thời gian dài, khiến phong độ của anh ở mùa giải vừa qua đi xuống. Sự đi xuống của Kuma đồng thời biến West Ham thành hàng phòng ngự tệ thứ tư giải đấu. Hiện tại, Kuma đang có liên hệ mật thiết với một vài câu lạc bộ của Dubai. Nếu thực sự chuyển đến Dubai, hậu vệ người Pháp sẽ thi đấu bên cạnh một vài cái tên đáng chú ý như cựu sao của Premier League Luka Milinkovic và Messi Iran một thời, Shahdeh Aslan. Newcastle đang tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Gehi từ Crystal Palace với mức phí chuyển nhượng. Onana hứa hẹn phong cách chơi bóng mạo hiểm, De Bruyne trở lại với kiểu tóc mới. Andre Onana, thủ môn mới của Manchester United, đã khẳng định sẽ chơi một lối bóng mạo hiểm trong mùa giải mới. Onana chia sẻ rằng các đội bóng hàng đầu đều chấp nhận rủi ro, và anh sẽ không ngại đưa ra những quyết định táo bạo trên sân cỏ. Trong khi đó, Kevin De Bruyne, tiền vệ của Manchester City, đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với kiểu tóc mới sau kỳ nghỉ hè. De Bruyne đã có thời gian nghỉ ngơi cùng Virgil van Dijk và tận hưởng kỳ nghỉ tại Ibiza cùng vợ. Anh cũng đã thay đổi kiểu tóc của mình, chọn một kiểu tóc buộc cao táo bạo. Ngoài ra, William Pacho, trung vệ tài năng của Antwerp, đang trên đường đến Paris để gia nhập Paris Saint-Germain. Theo thông tin từ nhà báo Fabrizio Romano, Pacho sẽ bay tới Paris vào tối nay và dự kiến sẽ có mặt tại Pháp trong ngày hôm nay. Cuối cùng, Ancelotti đã đưa ra lời khuyên cho Kylian Mbappé về việc thích nghi với đội bóng mới. Chelsea đã tiếp tục nhận thất bại trước Real Madrid với tỷ số 1-2 trong trận đấu gần đây. Enzo Fernandez, người đang bị FIFA điều tra vì hành vi phân biệt chủng tộc, đã được trao băng đội trưởng của Chelsea trong hiệp 2.